kiếm một cái kẹp đó, mà kẹp ở trước mà dựng tự quay. Chẳng cần đâu, cầm này cho chuột cắn cho chuột. Kẹp kẹp nó rung đấy. Có nhà mới thôi mà giàu, có cái ông khói thôi mà giàu. Bảo lo gì, bảo chỉ lo nó cho đi một văn chải, à đi văn chải. Văn chấn cái nhà dơm của lộ, văn chấn cái lộ sợ đấy, đẹp hết cái gì. Nó xa hơn bên kia một tí. Thực ra là ở đấy nó gần trung tâm hơn. Nhưng bên nhà lại gần thị xã. Đang quy hoạch du lịch hết. Tỉnh Lai á, tỉnh Nghĩa Lộ. À tỉnh quên Sơn La. Đây Nghĩa Lộ thì tỉnh Yên Bái. Ngày xưa nó là cũng là một tỉnh. Nghĩa Lộ này. Cách 250 mét rẽ phải. Tức là nó đi đi mường mường la là nó đi theo hướng Mù Căng Chải. Chính là nếu mà ăn thì nó xa hơi chứ. Thiếu đường dọc đường thì thiếu đường ăn. Rẽ phải. Lái xe dọc khách bộ hành. Tiếp tục lái xe 76 km. Thấy chưa con đã à rồi. 76 km. Đây du lịch đây này con này. Ôi mọi người ơi, 70 km rồi. Ôi mà là 70 km. Thôn Phở. Bệnh viện Đa Khoa Trường Đức. Đây là bệnh viện Đa Khoa. Chắc là người món quán ăn nhé. Hay ăn ở khu này. Ăn vào đây quán này ăn nhá. Bệnh viện này ăn chỉ biết ảnh cái chỗ này kinh quá mẹ. Này nó hay viện. Bệnh tật nhiều, bệnh nhân các thứ. Tốt nhất đi là xa xa tránh bệnh viện. Và tự nhiên đến nhiều quán ăn nó ra là bệnh viện.